Vì sao Ukraine muốn NATO cấp Patriot dù lá chắn NASAMS đánh trúng 100%? Quan chức Mỹ nói rằng lá chắn NASAMS của nước này cấp cho Ukraine có tỷ lệ đánh trúng mục tiêu 100%, nhưng phía Ukraine vẫn mong muốn Washington viện trợ tổ hợp Patriot. Eurasian Times đưa tin, John Kirby, quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tuyên bố lá chắn NASAMS mà NATO cấp cho Ukraine có tỷ lệ đánh chặn 100%. Tôi có đọc một bài báo vài ngày trước là NASAMS thành công 100% khi bắn hạ mục tiêu, ông Kirby nói, nhấn mạnh điều Ukraine cần nhất lúc này là các tổ hợp phòng không, không phải là vũ khí tầm xa. Ngoài NASAMS, NATO cũng cung cấp cho Ukraine các lá chắn uy lực khác như COTAN của Pháp và IRIS-T của Đức. Tuy nhiên, Ukraine dường như cho rằng các lá chắn trên là chưa đủ và liên tục đề nghị Mỹ viện trợ tổ hợp Patriot. Trước đó, Mỹ nhiều lần lo ngại việc cung cấp Patriot cho Ukraine có thể sẽ khiến xung đột leo thang và lan rộng. Cuối tháng trước, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Moscow sẽ đáp trả nếu NATO cung cấp hệ thống Patriot cho Kiev. Ngoài ra, quan chức không quân Mỹ Pat Ryder cho rằng việc bàn giao Patriot sẽ kéo theo hàng loạt yêu cầu phức tạp về bảo trì và huấn luyện cho quân nhân Ukraine vận hành. Lầu Năm Góc nói rằng họ tới nay chưa có kế hoạch chuyển Patriot cho Ukraine. Patriot là hệ thống phức tạp cần 90 binh sĩ vận hành và quá trình đào tạo để sửa chữa lá chắn này thường kéo dài một năm. Mặc dù vậy, Ukraine vẫn đang tích cực vận động phương Tây gửi cho họ lá chắn này. Tính toán của Ukraine. Theo Wall Street Journal, dù Mỹ nói rằng NASAMS đánh chặn tên lửa Nga hiệu quả 100%, nhưng Ukraine hiện mới chỉ có 2 hệ thống, trong khi Washington cam kết chuyển cho Kiev 8 tổ hợp. Vấn đề là 6 tổ hợp còn lại vẫn chưa được sản xuất. Lầu Năm Góc nói rằng những lá chắn còn lại sẽ được giao trong vài năm tới. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS cho biết 4 quốc gia phương Tây khác có hệ thống này và một số quốc gia đang chờ giao hàng. Nhưng do việc sản xuất tồn tại một số vấn đề nên có rất ít hệ thống NASAMS sẵn sàng để chuyển cho Ukraine. Chính vì vậy, NASAMS dù hiệu quả nhưng việc chỉ có 2 lá chắn này là không đủ để Ukraine bảo vệ các mục tiêu quan trọng. Mặt khác, theo Eurasian Times, một lý do khác là các lá chắn NASAMS, COTAN và IRIS-T hoạt động hiệu quả với các mục tiêu như máy bay và tên lửa hành trình, nhưng không đủ để ngăn chặn hiệu quả tên lửa đạn đạo. Nói cách khác, Patriot có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tốt hơn. Với Patriot, Ukraine có thể hạn chế hiệu quả hơn khả năng tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng của phía Ukraine. NASAMS là hệ thống tên lửa phòng không di động được thiết kế để chống lại các mục tiêu từ thấp đến trung bình. Các hệ thống phòng không này có thể tấn công các mục tiêu trong phạm vi khoảng 25 km bằng tên lửa AMRAAM và 50 km bằng tên lửa AMRAAM-ER. Vấn đề là NASAMS chỉ có thể đánh chặn được tên lửa hành trình, máy bay và UAV. Trong khi đó, Patriot được thiết kế nhằm tiêu diệt các tên lửa đạn đạo, các loại máy bay tiên tiến và tên lửa hành trình. Vì vậy, nếu chỉ triển khai NASAMS và một số lượng không đủ lớn, Ukraine sẽ không ngăn chặn được chiến lược mưa hỏa lực của Nga. Bằng chứng là dù Ukraine nói rằng các lá chắn của phương Tây cung cấp có tỷ lệ đánh chặn rất ấn tượng, nhưng các mục tiêu của phía Kiev vẫn bị phá hủy nặng nề. Chiến thuật của Nga. Giới quan sát phương Tây nhận định, Nga đang dồn lực tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng tên lửa và UAV nhằm gây áp lực lên phía Kiev trong mùa đông lạnh giá. Tuy nhiên, theo Eurasian Times, Nga có tính toán nhiều hơn thế. Từ trước tới nay, không có quốc gia nào thắng trong chiến sự bằng cách tấn công mục tiêu dân sự. Nga không nhắm vào các tòa nhà chung cư, trung tâm mua sắm, văn phòng. Họ đang tấn công cơ sở hạ tầng sản xuất và truyền tải điện, vốn là cơ sở hạ tầng lưỡng dụng, theo giới quan sát. Nga dường như đang hy vọng làm giảm tiềm năng chiến đấu của Ukraine vì các cơ sở năng lượng thực chất cung cấp điện cho các nhà máy sản xuất vũ khí và đạn dược của Ukraine. Phương Tây viện trợ cho Ukraine một lượng lớn vũ khí trong những tháng qua, nhưng trên thực tế, Kiev vẫn còn vũ khí từ thời Liên Xô cần đạn dược mà Ukraine có thể tự sản xuất để sử dụng. Nga gây tổn hại nghiêm trọng tới cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine gián tiếp khiến cho Kiev giảm khả năng sản xuất đạn dược cho tiền tuyến. Theo Eurasian Times, tại một số khu vực, các cuộc tấn công trên bộ của Ukraine đang bị đình trệ ở miền đông, ví dụ ở hướng Kupiansk và Krasnolimansk, và giờ là cuộc tấn công vào Svatovo và Kremanaya. Theo Military Chronicle, các lực lượng Ukraine dường như đang phải đối mặt với sự thiếu hụt trầm trọng của các loại pháo cỡ nòng 122 ly và 152 ly do Ukraine có thể tự sản xuất. Tình trạng thiếu năng lượng đã khiến việc sản xuất đạn pháo cỡ nòng chuẩn Liên Xô tại nhà máy Kiev Atomy bị đình trệ. Các cuộc tấn công không ngừng của Nga vào các kho đạn dược đã làm kiệt quệ nghiêm trọng kho đạn dược dự trữ của Kiev. Việc thiếu điện cũng cản trở Ukraine vận hành các tuyến đường sắt để chuyển các thiết bị hạng nặng và đạn dược, bao gồm cả khí tài do phương Tây cung cấp.
Nga dường như kỳ vọng việc liên tục nhằm vào hệ thống cơ sở hạ tầng của Ukraine cuối cùng sẽ khiến Kiev suy giảm khả năng chiến đấu trên tiền tuyến. Uy lực taxi chiến trường của thủy quân lục chiến Ukraine. Các binh sĩ thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine đang sử dụng xe bọc thép Bansari Shisu Basi do Phần Lan sản xuất trong cuộc xung đột với Nga. Những hình ảnh do Hải quân Ukraine chia sẻ cho thấy lực lượng thủy quân lục chiến nước này đã bắt đầu được trang bị các xe bọc thép lưỡng dụng Bansari Shisu Basi do Phần Lan sản xuất. Theo đó, các xe bọc thép này vừa được chuyển giao cho Ukraine sau khi các binh sĩ nước này hoàn thành các khóa huấn luyện chuyển loại. Với uy lực mạnh mẽ và độ cơ động cao, các xe bọc thép Basi đã bắt đầu chứng minh hiệu quả trên chiến trường. Hiệu quả chiến đấu thật ấn tượng, xe bọc thép này không cho đối phương một cơ hội nào để chống đỡ. Văn phòng báo chí thuộc Hải quân Ukraine dẫn lời một số lính thủy đánh bộ cho biết, các xe bọc thép Basi được thiết kế và chế tạo bởi nhà thầu quốc phòng Shisu Auto của Phần Lan và được đưa vào biên chế từ năm 1984, với chiều cao 2,77m, rộng 2,9m và dài 7,35m. Xe bọc thép Basi có thể chở theo 16 binh sĩ được trang bị đầy đủ và một tổ lái gồm 2 người. Với lớp giáp dày từ 6 đến 12mm, taxi chiến trường của thủy quân lục chiến Ukraine có thể chống lại quả lực hạng nhẹ của đối phương. Ngoài ra, xe cũng được trang bị các súng máy NSV hoặc M2 Browning để tăng thêm khả năng bảo vệ. Được trang bị động cơ Wanmet, xe bọc thép Basi có thể chạy với tốc độ tối đa 105 km/h trên quãng đường 850 km. Kể từ năm 1985, khoảng hơn 1.300 xe bọc thép Basi đã được sản xuất và 400 trong số đó được biên chế trong quân đội Phần Lan. Các xe còn lại được xuất khẩu sang các nước châu Âu như Thụy Điển, Na Uy và Hà Lan. Theo trang Politico, mới đây Pháp đã thừa nhận không chính thức rằng nước này không thể cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine do vũ khí của họ đang bị hao hụt. Tuy nhiên, Pháp cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev bằng các khoản hỗ trợ nhân đạo. Theo nguồn tin từ Politico, Pháp cũng đang xem xét tổ chức một hội nghị để tìm phương pháp thay thế cho các gói viện trợ quân sự của Ukraine, có thể được diễn ra vào cuối tháng 12. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh hầu hết các nước NATO đều đang cạn kiệt vũ khí để cung cấp cho Kiev. Trước đó, thì tờ New York Times đưa tin cho biết một số quốc gia nhỏ trong NATO đã cạn kiệt tiềm năng hỗ trợ vũ khí cho Ukraine và ít nhất là 20 trong số 30 quốc gia thành viên dường như cũng đang cạn kiệt tài chính. Lúc đó, chỉ những nước lớn như là Pháp, Đức và Italy mới có thể duy trì hoặc tăng cường vận chuyển vũ khí cho Ukraine. Pháp cũng đã nhiều lần bị cáo buộc không cung cấp đủ hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Trước những chỉ trích trên, vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu đã thông báo Pháp sẽ cung cấp hai hệ thống tên lửa phóng loạt, đồng thời sẽ xác nhận là chuyển hai hệ thống phòng không có tên là Grotto Azure cho Ukraine. Và ông cũng cho biết thêm nước này đang xem xét yêu cầu từ phía Ukraine về việc là cung cấp các hệ thống radar cho Kiev để đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Ngoại trưởng Latvia Edgar Rinkevich đã đề xuất rằng NATO nên cho phép Ukraine sử dụng các vũ khí hiện nay để nhắm vào các địa điểm quân sự hoặc sân bay ở Nga. Tôi nghĩ rằng thông điệp mà tất cả chúng ta muốn gửi tới các đồng minh NATO là Ukraine cần nhiều vũ khí hơn. Ukraine cần nhiều vũ khí phòng không, pháo và xe tăng hơn, bởi vì như chúng ta đã thảo luận, chúng ta đang ở trong tình hình cần phải ngăn chặn Nga. Trong diễn biến liên quan, trả lời cuộc phỏng vấn bên lề hội nghị các ngoại trưởng NATO ở Bucharest, Rumani, ông cũng nhận định rằng NATO không nên sợ leo thang căng thẳng với Nga. Trước nhận định trên, Đại sứ quán Nga tại Latvia ngay sau đó đã đưa ra cảnh báo rằng ngay cả các chuyên gia quân sự cũng không kêu gọi những động thái như vậy. Nhưng một người đứng đầu cơ quan ngoại giao Latvia lại làm điều đó. Ông viết trên Telegram rằng đó sẽ là gì nếu như không phải sự kích động của một cuộc chiến trên quy mô lớn, đồng thời cho rằng nhiệm vụ của các nhà ngoại giao là nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột. Tuyên bố này cũng khẳng định lời kêu gọi của Ngoại trưởng Latvia về việc cho phép Ukraine thực hiện những động thái nhất định một lần nữa, cho thấy bản chất con rối của chính quyền Kiev khi không dám có động thái riêng lẻ nếu không có sự thúc đẩy từ phương Tây. Nga trước đó đã gọi cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Moscow do Mỹ và NATO khơi mào, đồng thời chỉ trích các đợt vận chuyển vũ khí của phương Tây cho Ukraine chỉ làm kéo dài cuộc xung đột và tăng rủi ro đối đầu quân sự trực tiếp Nga-NATO. Dấu hiệu Mỹ dần thức tỉnh trước kế hoạch của Zelensky. Thưa quý vị và các bạn, thế giới đang chuyển động gấp gáp với những thay đổi bất ngờ. Ban đầu Hoa Kỳ và NATO đã hậu thuẫn cho Ukraine để biến nước này trở thành một bệ phóng chống lại Nga. Bây giờ đây khi mà cả phương Tây đang đắn đo và lo ngại thì chính quyền Tổng thống Zelensky lại không nghe lời. Họ đang cố tình muốn Hoa Kỳ chìm sâu hơn vào đầm lầy Ukraine theo kiểu sống thì cùng sống mà chết thì cùng phải chết. Vậy nội dung chi tiết là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Ukraine trước nguy cơ bị cắt viện trợ. Các
Các bạn thân mến, chúng ta nghĩ rằng cuộc xung đột Ukraine được bắt đầu từ ngày 24 tháng 2, như theo các phương tiện truyền thông ồ ạt đưa tin trên các mặt báo. Tuy nhiên, trên thực tế, nó đã xảy ra kể từ khi Hoa Kỳ tài trợ cho cuộc đảo chính tại đất nước này vào năm 2013. Trong đó, CIA đã hợp tác với các lực lượng dân quân cực hữu để tiêu diệt những người biểu tình Maidan bằng các tay súng bắn tỉa. Sau đó, họ đổ lỗi mọi lỗi lầm cho cựu Tổng thống Ukraine, cuối cùng là dựng lên một chính quyền dưới sự thao túng của phương Tây. Thông tin gây sốc này nằm trong tài liệu có tên là Vụ thảm sát Maidan ở Ukraine, tiết lộ từ các phiên tòa và cuộc điều tra. Trong phiên xét xử, các thẩm phán và bồi thẩm đoàn bắt đầu thảo luận về phán quyết dự kiến trong một năm. Những bằng chứng rõ ràng cho thấy rằng những người biểu tình Maidan đã bị tấn công không phải là bởi cảnh sát, mà bởi những tay súng bắn tỉa Maidan được CIA hậu thuẫn. Sở dĩ việc Hoa Kỳ tạo ra một sự kiện này là để thiết lập một chính quyền thân phương Tây tại Ukraine, do đó biến toàn bộ vùng Donbass của Ukraine trở thành một vùng đệm để nhắm mũi kiếm tới Moscow. Nói như vậy, để có thể thấy rằng họ đã thực hiện cuộc chiến chống Nga từ lâu, chứ không phải là mới gần đây, từ đầu năm 2022, sau khi Nga đưa quân vào Ukraine. Cho nên, trong giới phân tích phương Tây luôn có hai luồng ý kiến, một cho rằng Nga đang phòng vệ chính đáng trước Ukraine, và thứ hai cho rằng Nga đã xâm lược Ukraine. Nga có một vùng lãnh thổ quá rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên thì quá nhiều, họ còn chưa phát triển hết và khai thác hết những khu vực phía đông của mình. Do vậy, việc xâm lược Ukraine để mở rộng lãnh thổ là một ý tưởng phi thực tế. Phần lớn giới quan sát cho rằng Nga đang phòng vệ trước NATO và cuộc chiến này có thể đã không nổ ra nếu như NATO, đặc biệt là chính trị gia cánh tả Hoa Kỳ, không khơi mào nó bằng vụ thảm sát Maidan năm 2013 tại Quảng trường Độc lập. Nhưng mà điều tồi tệ hơn nằm ở chỗ, sau 9 tháng đánh tới đánh lui thì NATO và Hoa Kỳ nhận ra rằng Nga vẫn đứng vững ở đó, thậm chí còn lấy được 20% lãnh thổ Ukraine, phá bỏ âm mưu biến Donbass trở thành một vùng đệm nhằm tấn công Moscow của NATO. Bây giờ đây, phương Tây đang muốn rút chân ra khỏi Ukraine một cách từ từ để chuyển hướng sang một mặt trận khác. Chính quyền ông Zelensky cũng đã đánh hơi thấy điều đó, cho nên họ đang tìm mọi cách để lôi kéo phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, chìm sâu hơn vào vũng lầy bằng cách chính thức tuyên bố sẽ tấn công Crimea vào năm 2023. Thông tin này đã được The Economist đăng tải vào ngày 27 tháng 11. Trên thực tế, nỗ lực lấy lại Crimea đòi hỏi một sự trang bị quân sự rất lớn. Vấn đề nằm ở chỗ, quốc gia nào sẽ là người hậu thuẫn cho kế hoạch liều lĩnh như vậy? Và khi mà Mỹ yêu cầu đồng minh của mình phải chi viện cái này cái kia, trong khi phớt lờ rủi ro của chính họ, thì rất có thể nó sẽ gây ra sự rạn nứt giữa các đồng minh. Bây giờ đây, chính người Mỹ cũng đã khá tỉnh táo trước kế hoạch của ông Zelensky. Hãng tin ABC mới đây đã trích lời của thành viên của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ tuyên bố rằng sẽ thắt chặt giám sát việc phân bổ viện trợ cho Ukraine. Còn tờ The Guardian cũng đã nhận định Ukraine có nguy cơ mất đi sự ủng hộ của Mỹ và EU khi các nước phương Tây bắt đầu cảm thấy lờ mờ hậu quả của việc viện trợ quá mức cho Ukraine. Bài báo này cho biết rằng một cuộc khủng hoảng di cư và nhân đạo lớn đang đến gần với châu Âu. Các cuộc biểu tình phản đối lệnh trừng phạt chống Nga đã diễn ra ở các thành phố châu Âu, đồng thời tiết lộ chuyển giao vũ khí và các khoản vay cho Kiev đang chậm lại. Trong trường hợp không có đàm phán hòa bình hoặc bất kỳ một sự cải thiện nào trong tình hình mới, thì sự mệt mỏi vì xung đột Ukraine sẽ biến thành sự thờ ơ. Đối với Mỹ thì xung đột ở Ukraine sẽ không còn có lợi cho họ nếu như cứ tiếp tục kéo dài cuộc chiến này. Và ý kiến này đã được đăng tải trên Bloomberg vào ngày 27 tháng 11. Bài báo này viết, các quan chức Hoa Kỳ bắt đầu nghĩ rằng Hoa Kỳ đã nhận được mọi thành quả có thể có từ cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhưng nếu cứ kéo dài nó, thì chi phí tiến hành hoạt động quân sự sẽ chỉ tăng lên và chính quyền Hoa Kỳ sẽ không thể dành được sự quan tâm cần thiết cho các khu vực khác. Trước đó, người dẫn chương trình của Fox News cũng cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đang biến cuộc xung đột Ukraine trở thành một cơ hội thu lợi về tài chính cho đảng phái của mình, nhưng là bất lợi đối với nước Mỹ. Các bạn thân mến, bất luận là việc phương Tây có thực sự cạn kiệt kho vũ khí cho Ukraine hay không, thì rõ ràng đây có thể là một cái cớ lý tưởng và hoàn hảo để thoái thác việc viện trợ cho Kiev. Và điều gì sẽ xảy ra khi mà nguồn viện trợ từ phương Tây bị cắt giảm hoặc là tệ hơn là biến mất? Chắc chắn là Kiev không thể cầm cự được trong cuộc chiến này. Cho nên triển vọng giành lại Crimea mà lãnh đạo Ukraine Zelensky đã nói có thể đang khiến ông tự dồn mình vào chân tường. Cũng lưu ý rằng đây là thông tin từ chính truyền thông phương Tây chứ không phải là từ Nga.
Theo New York Times, vào ngày 25 tháng 11, khoảng 50 người đã bị thương được đưa vào bệnh viện quân đội, trong đó chủ yếu là binh sĩ Ukraine. Bài báo cho biết ngày hôm trước, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn, 240 người với nhiều vết thương khác nhau. Một vấn đề khác đó là Ukraine đã đánh giá sai tình hình khi cho rằng nguồn lực về vũ khí của phương Tây là vô hạn. Bây giờ thì sao? Nó đang ở trong tình trạng cạn kiệt và chính phương Tây cũng thừa nhận tình trạng này. Điều này cho thấy rằng Ukraine càng leo thang thì tổn thất sẽ càng lớn, còn EU và Hoa Kỳ bây giờ đang âm thầm dỡ bỏ những phong ấn do chính mình áp đặt lên Nga. EU sẽ xem xét yêu cầu nối lại ngân hàng lớn nhất của Nga với SWIFT. Mới đây, đại diện của Dịch vụ Đối ngoại EU tuyên bố rằng Liên minh châu Âu sẽ nghiên cứu khả năng kết nối ngân hàng nông nghiệp Nga Rostelcobank với SWIFT như một thỏa thuận ngũ cốc. Ông nói rằng, chúng tôi lưu ý hợp lý các tuyên bố của Nga về vai trò của Rostelcobank trong các giao dịch liên quan đến thực phẩm và nông nghiệp, cũng như những khó khăn nhận thấy trong việc ngắt kết nối ngân hàng này với SWIFT. Đồng thời, một số lượng những kênh thanh toán vẫn mở cho đến ngày hôm nay vì các ngân hàng Nga không bị trừng phạt và không bị ngắt kết nối với SWIFT. Chúng ta thấy gì ở đây? Rõ ràng là các tuyên bố trừng phạt trên chỉ là trên danh nghĩa. Bây giờ thì họ dần tháo gỡ các lệnh trừng phạt. Kinh nghiệm cho thấy rằng không thể giao thương với người Nga, còn Hoa Kỳ thì đang tìm cách nhập cư cho người dân Nga một cách dễ dàng hơn. Cụ thể, Hoa Kỳ đang cố gắng xác định những nơi dễ tiếp cận hơn Ba Lan để người Nga được cấp thị thực nhập cư. Lưu ý rằng Hoa Kỳ vẫn sẵn sàng chấp nhận những người Nga muốn đến thăm đất nước của mình hoặc để học tập tại Mỹ. Còn nhớ phương Tây đã tuyên bố từ chối thị thực cho người Nga, không cho người Nga đến nước mình dù là chỉ du lịch hay sao? Vậy thì hành động này của Hoa Kỳ nên được hiểu như thế nào đây? Và chúng ta cũng có thể thấy rằng sau một chuyến hành trình dài thì mọi thứ dường như đang quay trở lại với quỹ đạo của nó. Cuộc chiến này là hoàn toàn vô nghĩa và kết thúc nó sớm ngày nào sẽ là tốt cho tất cả các bên ngày ấy. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like và đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.